Hi, mình xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Sơn Chị Tây hoặc Tướng Số Đồng Nai Trần Quang Vlog. Thì kênh của mình là kênh hướng dẫn về chị Tây nhân tướng phong thủy và tử vi cho đến tất cả mọi người trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Và cách xem của mình là cách xem khoa học, không có mê tín dị đoan, tức là mọi người ở bất kỳ một độ tuổi nào trong cuộc sống dưới 20 cũng được mà trên 20 thì càng tốt ha. Ví dụ mọi người ở độ tuổi là 55 tuổi ha, thì mình sẽ khi mọi người tìm đến mình sẽ nói lại cái quá khứ mọi người đã trải qua từng năm như thế nào từ cái lúc 20 tuổi đổ ra. Tức là ví dụ như trường hợp là 55 tuổi đây, là mình sẽ nói lại là 35 năm quá khứ từ cái lúc 20 tuổi từng năm sẽ trải qua như thế nào, về công việc, về tiền tài, về vận may, về công danh ha. Càng lớn tuổi thì mình sẽ nói đến nhà cửa, đất đai, tài sản, rồi vợ chồng, con cái mà. Rồi và tiếp tục là từ cái năm hiện tại đó sẽ xem về cái hậu vận, những năm cuối cùng của mọi người về cái hậu vận ha, cũng về cái mặt như vậy. Rồi thì ở trong video clip trước thì mình đã đưa đến mọi người đó là cái phần xem trực tiếp cho hai bạn khách ở Mỹ khi họ về đến Việt Nam ha, họ đến nhà mình xem trực tiếp ha. Đó thì cái phần đó thì là mọi người đang cũng thấy là cái cách xem của mình khi mà xem trực tiếp thì nó sẽ là như vậy. Nói chung thì quy trình nó cũng như là mình xem khi mà làm phân tích trên online như vậy thôi cho khách online ha. Rồi thì trong sáng ngày hôm nay mình sẽ cùng mọi người phân tích về bàn tay của một bạn khách đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn này sinh năm 1987 là đinh mão, tức là năm nay là 36 tuổi âm. Thì bạn nam này là cách đây 3 năm mình đã sơ cho bạn đó rồi. Và năm nay thì bạn đó liên hệ lại để xem lại. Thì khi 3 năm trước á, thì mình chưa có làm cái kênh YouTube và khi đó mình chỉ xem cho khách trên toàn quốc hoặc là khách ở nước ngoài, là chỉ chủ yếu là xem mà thu âm thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip và phân tích nó kỹ hơn cho bạn nam này về cuộc đời sẽ trải qua như thế nào trong cái cuộc đời nha. Rồi rồi thì đây là cái hội Facebook xem chị Tây học tướng số Đồng Nai của mình, xem quá khứ, hiện tại và tương lai cho tất cả mọi người trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Thì mọi người thấy số thành viên trên đây á, thì trên 700, thì đây là thành viên trên toàn quốc và mọi người đang sống làm việc nước ngoài á, là mình đã xem cho họ hết rồi và cũng hơn một năm người qua, tức là năm mấy đến 2 năm mình xem cho khách, mà mình xem là mình cũng không có mời họ vào thêm ở trong đây vì công việc mỗi người nó cũng có nhiều bận rộn và mình cũng không có mời họ vào nha. Thì để hiện tại nơi này là nơi là mình đăng những bài phí khách chuyển tiền công khai minh bạch, rồi những cái phần mà khách xem xong họ phản hồi đúng sai như thế nào thì mình đều đăng hết trong đây nha. Rồi thì trong ngày hôm qua đó là bạn nam đây ở thành phố Hồ Chí Minh đây, thì bạn liên hệ lại với mình nha. Đây bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh nha, thì lâu quá mình xem cho bạn đó mình không nhớ, cho nên cái phần này mình có hỏi lại bạn đó nè. Thì mình xem cho bạn là năm 2019 nha, như lúc đó chắc là bạn này năm nay năm đó là 34 tuổi nha, rồi bạn sinh năm 87. Rồi về phí thì bạn đã chuyển cho mình trong ngày hôm qua nó là 2 triệu ha. Thì phần những cái phần này mình luôn công khai minh bạch nhé, mình không có vấn đề gì hết, luôn công khai minh bạch với mọi người về cái phí ha. Khách xem trong nước đó là sẽ là 2 triệu khi xem online, còn nếu đến nhà mình xem trực tiếp thì sẽ là 2,5 triệu nha, còn với khách nước ngoài mình xem sẽ là 150 đô online nha, còn nếu mà về Việt Nam đến xem trực tiếp thì sẽ là 200. Rồi rồi mình sẽ đi vào cái phần phân tích cho bạn nam này luôn mọi người nhé. Đây là hình ảnh của bạn nam này, bạn mình lấy 7 tấm hình của bạn nam này ở phần dưới này. Bạn chụp thì hình ảnh nó không có được tốt lắm nha. Đây là bàn tay phải của bạn nam này. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái phần phân tích tính tình, tính cách của bạn nam này nhé. Và bây giờ mình sẽ lấy một số thông tin. Thì bây giờ bạn nam này là ngoài 30 rồi nhé, là năm nay là 36 rồi, thì mình sẽ lấy một số thông tin của bàn tay trái thôi nha, kết hợp với bàn tay phải. Bàn tay phải năm nay là xem là chính thôi. Ở đây thì mọi người thấy là tấm này mà cái ngón cái của bạn này nó đưa lên như vậy thì hơi dang ra quá, thế cho nên là mình không thấy được cái độ cao rõ của ngón tay cái nó như thế nào ha. Thì sẽ nó mình sẽ qua bàn tay phải mình nói về nó hơn.
Nhưng mà mình thấy là ngón cái là mọi người thấy là nó to trội nha. Vân Mắt Phượng thì không có khép kín cho nên là cũng không phải nói về nó là Vân Mắt Phượng được nha. Rồi về ngón trỏ thì mọi người thấy là nó lên là khá cao nha, nam mà lên là khá cao đó. Rồi nhưng mà ở đây là mọi người thấy là cái ngón áp út và cái ngón giữa nó có bị tách 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 ra ở cái đây mọi người nha, nó tách ra hai hướng. Đó rồi thì đó là cái dấu hiệu nữa. Và đây là cái mọi người thấy lóng hai của bạn nam này là nó có độ dài nó nhịn hơn cái lóng một nè nha, và cái lóng ba cũng vậy, nó cũng có độ mập mạp rất là tốt. Rồi về cái ngón út là mình thấy nó cái độ dài chuẩn của nó là nó có thể là nó ở khoảng 89 là trên cái phần 10 nha, trên cái độ chuẩn đó nha. Rồi mà về cái đường sinh mệnh ha thì thấy là nó có một cái độ nó đi ra khoảng xích sát là ở khoảng 4 cho đến nó gần 4 rưỡi ấy, ha. Tay của bạn nam này thì các đường âm đức cũng rất là tốt mọi người nha. Khoảng cách giữa cái đường tình cảm và cái đường chỉ đạo này cũng rất là tốt, nhưng mà bạn nam này là cũng có những dấu ít tỏ nè nha. Rồi thông tin bên bàn tay trái vậy thôi, mình sẽ qua cái phần bàn tay phải này, phân tích tính tình tính cách của bạn nam này. Thì phần tính tình tính cách này mình sẽ không có dùng bút mọi người nha, mình sẽ nói miệng cho nó nhanh, cho nó qua nhanh về cái phần tính tình tính cách. Ở đây thì mọi người đã thấy nha, bây giờ thì bàn tay phải nó đã ngón cái của bạn nam này nó đã khép vào. Thì mình thấy cái ngón cái á, là nó lên cái độ chuẩn là nó mới đạt khoảng 2 cho đến 3. 2 cho đến 3 cái tức là lấy cái mức thang là thang chuẩn là mức 5 ha, thì mình thấy nó mới đạt khoảng độ 2 cho đến độ 3 thôi nha. Rồi đầu ngón cái thì tròn nha, đầu ngón cái thì tròn thì nó mọi người tròn tức là nó như là hình chữ nhật tròn đó nha, đầu nó tà nó tròn. Thì ở đây nó sẽ nói đến là cái tâm tính của người đó là họ lương thiện tốt nha, sống với mọi người chân thành. Ở đây thì bên bàn tay phải này thì mọi người có thể thấy là như là cái Vân Mắt Phượng nó đã có rõ hơn và nó có sự khép kín ha, thì nó sẽ nói đến là cái trực giác của người đó về sự việc tốt xấu là con người tốt xấu gì đó nó cũng khá là tốt nha. Và ngón cái thì nó có độ to. Ngón cái bên tay trái cũng vậy, tức là nó đến là người đó họ có cái sự quyết đoán á, họ nó đã muốn làm cái điều gì á, là họ sẽ cố gắng để họ làm cho nó đạt cho được cái điều đó. Rồi bàn tay của bạn nam này thì rất là giỏi kiếm tiền mọi người nhé, có những cái đường kiếm tiền nó rất là nhiều thì nó sẽ nói đến điều đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần ngón bạn nam này cũng để ý nha, mình là cũng có cái đường phục dược nha, tức là người nhà bệnh ốm đau gì đó mình mua thuốc mình cạo gió thì người nhà cũng mau hết bệnh nha. Rồi về cái ngón trỏ bên đây thì mọi người thấy là nó cũng đạt lên cái độ chuẩn là mình thấy là nó đạt khoảng cái chuẩn 5 á. Bên tay trái thì nó còn nhiều hơn nữa ha. Nó khoảng phần khoảng 6 luôn á, thì nó sẽ nói đến là người đó họ có cái khả năng chỉ huy lãnh đạo nhá, cũng rất là tốt á, đạt đến cái độ chuẩn này thì sẽ là chỉ huy lãnh đạo từ cái môi trường xã hội đến cái môi trường gia đình họ sẽ chỉ huy sẽ rất là tốt. Khi mà làm một cái công việc gì đó thì họ sẽ mà có những cái sự sắp xếp hoặc là để sao cho nó chu toàn rất là tốt nha. Rồi ở đây mọi người thấy là cái ngón tay của bạn nam này á, nó có một cái độ đầy đặn á, nó rất là tốt nha. Ngón trỏ nó cũng to trội và cái ngón thấy cho thấy là cũng sự to trội, thì ngón trỏ nó to trội nhiều nó sẽ nói đến là cái kinh tế của người đó á, là khi mà ra ngoài trung trung niên á ha, tức là ngoài ba mấy trở đi, tức là từ 32 33 trở đi là họ kinh tế của họ nó sẽ có một sự ổn định nó rất là tốt ha. Điều này thì bạn nam này cũng cảm nhận được ha, mình đã xem trước mấy năm rồi và hiện tại hôm nay thì mình thấy là điều đó nó rất là đúng nha. Mình xem lại cái bên cái phần tên nha. Rồi ở đây thì mọi người thấy là cái ngón trỏ thì ở đây nó có một cái độ nó hơi cong, nhưng mà mình thấy là ở hai bàn tay á nó chỉ hơi cong thôi nha, tức là người đó họ vẫn có một cái về cái lập trường của họ họ vẫn giữ được nhiều nha. Đó tuy là cũng có cái sự lung lay, tức là 10 phần thì nó cũng có thể nó sẽ bị lung lay khoảng 3 phần á, nhưng mà họ vẫn có những sự kiên định ở trong tính cách của họ khá là nhiều nha.
Rồi, tiếp đến là mình sẽ nói đến về cái ngón áp út. Về ngón áp út của bạn nam này thì mọi người thấy nó theo hình thì nó lên cao và nó có thể là nó nhịn hơn cái ngón trỏ tí luôn đó nha. Thì nó nói đến là người đó họ giao lưu xã hội rất là giỏi nha. Và đây thì mọi người thấy là cái lóng 2 và cái lóng 3 của ngón áp út này thì như bàn tay trái thì nó sẽ nói đến là người đó họ sẽ rất là phù hợp với làm về kinh doanh buôn bán thương mại nha. Và bàn tay này cho thấy là cái lóng 3 của cái ngón áp út, cái lóng chân á nha, và bên tay trái và tay phải nó đều có một cái độ đầy đặn khá là mập mạp, thì nó sẽ nói đến là người đó họ sẽ có được sự thương yêu và cũng như sự hỗ trợ tốt từ cái người đối phương của mình, tức là người vợ của mình nha, cả về vật chất nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ nói đến là ở đây mọi người cũng thấy là bên bàn tay phải này nó vẫn có một cái độ tách ở hai cái phần đầu của ngón giữa và cái ngón áp út. Thì mình đã hướng dẫn mọi người rất là nhiều nhé, đó là khi mà hai cái ngón này cái đầu nó tách ra như vậy thì nó sẽ nói đến là trong cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng á, là sẽ dễ cái dẫn đến đó là khi mà hai mỗi người mỗi ý á, khi mà bàn đến một cái vấn đề gì đó hoặc gì lớn hay là cái gì quan trọng á, thì thường cứ mỗi người mỗi ý. Mình chồng thì như vậy nhưng vợ theo ý khác nha. Đó cho nên là phải để ý cái việc này. Tại vì mình những cái điều này á, là mình đã xem rất là nhiều, có rất nhiều trường hợp hôn nhân tan vỡ vì cũng là dấu hiệu về cái về dấu hiệu này nó đưa đến nha. Đó nó sẽ rất là nhiều. Thì xíu nữa phân tích xong tính tình tính cách mình cũng sẽ nói lại cái phần hướng dẫn sao để cho nó ổn thuận cái gia đình, hồn giữ được cái hôn nhân lâu dài nha. Rồi. Về đây cái ngón út của bạn nam này thì bây giờ mọi người thấy bên tay phải nó lên rất là cao, nó đạt cái chuẩn 10 luôn ha. Về ngón bên bên tay trái thì mình thấy nó khoảng cái độ 9 ha. Bên đây 10 thì mình cho nó là chia ra trung bình khoảng 9 rưỡi nha. Thì nó sẽ nói đến nó là bạn nam này anh nói sẽ rất là tốt nha. Thì cái điều đó nó phục và nó đáp ứng cho những cái công việc và làm về công việc buôn bán thương mại hay một thứ á, mình sẽ sử dụng cái việc mình nhiều nhé. Đó thì nó rất là tốt cho cái việc đó. Và bàn tay này cho thấy là sau này là sẽ được nhờ con cái cũng rất là tốt nha. Khi mình già mình cần cái gì á, là con cái nó sẽ đáp ứng cho mình nha. Rồi ở đây mình sẽ phân tích qua các gò. Mọi người sẽ thấy đây là gò hỏa tinh của bạn nam này vì nó rất là đầy nha. Bên tay trái thì mình xem. Nên tay trái thì nó cũng có một cái độ đầy nè, nhưng mà đây thì cái chỗ này là nó có phần nó lõm lại nha. Thì nó sẽ nói đến là người đó tính cách của họ hồi trẻ họ rất là nóng tính nha, nhưng mà họ cũng có phần là họ sẽ kiềm chế, biết kiềm chế lại sớm nha. Đó. Rồi. Ở đây thì mình dùng tâm mình chỉ nhé, là cái lát nó qua cái phần công việc mình khỏi nói lại. Đây là mọi người thấy là đây là cái đường tiểu nhân ở trong đâm đa nè, cho nên bạn nam này phải để ý nhé. Tức là đôi khi tính cách của mình nó nóng nảy, nó thẳng tính á, nhưng cái tâm mình thì tốt thôi, nhưng mà đôi khi cái lời ăn tiếng nói của mình á, vì mua cái vấn đề gì đó mình nói nó lại đụng chạm đến người khác nha. Cho nên là mình phải để ý khi mà những cái trong cuộc sống, những cái ví dụ những người ta không thích mình vì những cái điều đó thì họ sẽ tìm cách họ phá mình nha. Khi mà có cơ hội là họ sẽ phá mình trong về công việc rồi gây ra điều tiếng thị phi, thậm chí là cái môi trường hôn nhân của mình tác động vào gì đó làm cho nó xấu đi. Tiểu nhân này nó sẽ đều có thể nó đến từ bên ngoài xã hội hoặc là cả môi trong bên trong môi trường gia đình nha, cả anh họ hàng này nọ, cho nên là cũng phải cẩn thận nha. Khi mà bàn tay nó có dấu hiệu của tiểu nhân thì phải để ý những cái việc như vậy. Rồi thì mình mới dùng bút mình nói về cái dấu ích và cái tam giác ngược ở đây cho bạn nam này hiểu rõ hơn ha. Trước đây ở cái phần 3 năm trước thì mình có nói về những cái nạn hoặc cái gì đó, nhưng mà mình không có chưa có nói rõ như trong cái thời điểm hiện tại mình phân tích cho mọi người và hướng dẫn nó rõ ràng hơn nha. Đó, thì ở đây á và đây mọi người thấy nó đã hình thành đây là một cái tam giác ngược đi xuống nha. Đây nó có định nó đi xuống ở đây nè, đây mọi người nhìn nè, một nè, hai, ba ha. Và đây là bên đây là cái dấu ít nó tạo thành hai cái tam giác ngược đối nhau nè. Đây là cái đường đi xuống, đây là cái đường đi xuống ha. Đây là tam giác ở trên, mọi người thấy đây là nó đã hiện lên là tam giác ở trên, nó chiếm hết là khoảng 8 đến 9 phần nha. Ở đây là một cái tam giác nhỏ ở dưới, nó chiếm khoảng còn 1 đến 2 phần thôi.
Thì mình sẽ nói lại về cái dấu hiệu nào của những cái nạn này. Ở hai video clip trước mình đã hướng dẫn cho mọi người, đó là về cái nạn phá sản và cái nạn thất bại lớn, tài sản lớn nha. Nó rất là chính xác với những cái trường hợp mình đã minh chứng nha, cho mọi người cũng thấy cả chục trường hợp như vậy rồi, những người tài sản lớn và trực tỷ dâm tỷ và họ đều đã gặp những nạn này. Và cả ngày vừa rồi hai cái bạn khách mà ở bên Mỹ về Việt Nam xem trực tiếp, họ cũng trên tay họ cũng gặp những dấu hiệu như vậy và họ đều cũng đã gặp những cái nạn phá sản ở trong cái quá khứ, và có người hiện tại đang cũng đang gặp những cái nạn thất bại lớn nó đến ở cái thời điểm hiện tại luôn, người em gái nha và cả người anh trai cũng vậy, mới vừa gặp cái nạn là đầu năm cho 2022 là khoảng 5 tỷ nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại về cái dấu hiệu của nạn này ha. Đây là tam giác ngược, đây là dấu ít nha, nó trên lớn dưới nhỏ. Thì nó lớn nhiêu thì nó sẽ thất bại bao lớn đến bao nhiêu ha. Thì ở cái trường hợp về dấu ít này á, là nó ở trên 9 ở dưới nó còn chỉ có một thôi nha, tức là nó hết 9 phần 10 nó sẽ nói đến là cái nạn người đó sẽ gặp ở trong một cái thời điểm trong cái cuộc sống của người đó, là người đó ví dụ như ở một cái thời điểm bên là năm 35 tuổi, bạn nam này có tài sản là khoảng chừng 1 tỷ nha, thì nếu gặp cái thất bại ở thời điểm đó có thể là sẽ gặp cái thất bại nó ở khoảng tầm là 800-900 triệu hay còn gì đó nha. Nếu mà gặp cái nạn đó là sẽ vượt qua được, đã gặp và trải qua được cái nạn đó trong đời nha. Và tiếp đến đó là cái nạn của cái tam giác ngược này thì nó sẽ đưa đến cái ngưỡng cửa là phải trắng tay nha. Tức là bạn nam này sẽ phải gặp hai cái nạn lớn trong cái cuộc đời của mình nha. Cái nạn 9 trên 10 này thì nó cũng xấp xỉ gần trắng tay nha. Còn cái nạn là tam giác ngược này là sẽ đưa đến là gần như là phải gặp nó cái trắng tay, nó sẽ đến ở một cái thời điểm trong cuộc sống nha. Thì nếu may mắn á, là ở trong quá khứ của bạn trẻ của bạn nam này nha, từ khoảng 20 tuổi cho đến nay là năm 36 tuổi, dù là ở cái một thời điểm nào đó đi, bạn có một cái tài sản nó nhỏ, ví dụ năm 25 tuổi bạn có tài sản khoảng 100 triệu thôi, nhưng mà bạn làm ăn kinh doanh rồi bạn nghe lời người ta kinh doanh rồi cuối cùng là thất bại mất mát và lỗ lã mang nợ hết nhá. Đó thì cái đó là bạn đã may mắn gặp được cái nạn và cái nạn phá sản trắng tay sớm ở trong cái cuộc đời của mình rồi nha. Thì khi gặp rồi thì sau này sẽ tránh được ở cái về sau nha. Tức là bạn nam này sẽ phải gặp hai cái nạn lớn này nha, một lần trắng tay và một lần là ở cái ngưỡng cửa xấp xỉ mà của cái trắng tay nha. Đó thì mình nói về như vậy thì bạn nam này sẽ hiểu về nó rõ hơn nhé. Nếu mà từ cái 20 tuổi đến nay bạn chưa gặp cái hai cái nạn lớn này thì nó sẽ đến ở trong cái tương lai của mình, tại vì khi mà mình trước khi xem thì mình đã xem lại ở trong cái phần tương lai bạn nam này có những thời điểm bạn nam này sẽ gặp ba cái nạn nó khá là lớn nha, nó sẽ đến ở trong cái tương lai. Rồi về dấu ít này và cái tam giác ngược này nói đến đó thôi mình nha, không mất thời gian quá nhiều. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần công việc cuộc sống của bạn nam này nha. Rồi thì mình đã vẽ ra cái đường chỉ nhỏ li ti ngang dọc trên bàn tay của bạn nam này mọi người nhé. Thì trong phần video clip này mình sẽ phân tích lại cuộc đời của bạn nam này từ cái quá khứ từ 20 tuổi đổ ra. Nói chung thì hình ảnh của bạn chụp cho mình nó không có được tốt. Nó chưa có đạt yêu cầu của mình, có những vùng nó thì rõ, những cái vùng thì nó mờ, nói chung là cái chỗ mờ chỗ rõ mình, nên là bạn chụp cho mình rất là nhiều hình ảnh hơn chục tấm á, mình cố gắng mình tìm những cái nào nó rõ nhất thì mình sẽ vẽ ra trên cái chỉ tay nha. Rồi bây giờ mình sẽ nó hướng dẫn lại các đường chỉ chính, đây là cái đường chỉ đạo của bạn nam này, mọi người thấy đây nó có thằng đuôi kia, cái đường phượng khá tốt ha, và đây là đường tình cảm ha, và đây là đường sinh mệnh của bạn nam này, và đây bên dưới đây cuối đường thì mọi người thấy nó cũng có cái đuôi phượng nè, nó cũng nói lên cái là cái đức tổ tiên của người đó cũng khá là tốt, và người đó là nói chung là cũng biết về những cái việc làm thiện tốt, phóng sinh này nọ mọi thứ á, trong cuộc sống á nó cũng khá là tốt. Rồi những cái đường màu xanh này mọi người nhé, đây là những cái đường nó là đường định mệnh, nó là sẽ nói về cái công việc của người đó trong suốt cuộc đời của họ, nó hướng về cái chân của ngón giữa nhé. Còn những cái màu vàng này nè, một đây mình để lại cho gần cho rõ thấy, đây là những cái màu vàng nó hướng về cái chân của ngón áp út, thì nó sẽ là nói về cái công danh của người đó trong cái cuộc đời họ. Còn những cái đường màu đỏ này nha, nó sẽ là nói về cái vận may của người đó trong suốt cuộc đời của họ nha. Rồi hồi nãy mình có nói về cái dấu ít ha,
Dấu ít và cái tam giác ngược thì quên chưa nói về cái ý nghĩa của nó ha. Thì thường mỗi video clip mình đều có hướng dẫn hết, nhưng mà sẵn mình có nói luôn cho để mà người biết người lại không biết ha. Rồi cứ hỏi mình thì cái dấu ít á thì nó sẽ nói đến là cái tâm người đó lương thiện tốt và cái sự nhân hậu ha. Mình giúp người rồi tin tưởng người nhiều quá, cho nên là từ cái đó nó sẽ đưa đến những cái nghiệp trong cái cuộc sống, nó về cái nhân quả thôi nha. Tức là bạn những người mà mang cái dấu ít như vậy á, thì nó sẽ thứ nhất là mình cho vay mượn tiền ha, cho vay mượn mình sẽ không đòi được, hay là mình đứng ra mình vay mượn thì mình sẽ mất ha. Điều này thì bạn nam này đang trải qua nha. Mấy năm nay khi mà mấy năm trước mình xem thì bạn đó đã phản hồi, và năm sau bạn phản hồi là những phần bạn vay mượn giúp người ta, và một số tiền cũng khá là lớn, cũng gần cả tỷ ấy, 700 triệu gần cả tỷ nha. Và nó lấy đất đến thậm chí đến ngày nay là gần như là cũng tương đương cũng gần mất trắng cái phần đó, không thể đòi được, nó đòi được một cái số nó rất là ít nha. Rồi rồi tiếp đến nó sẽ từ như ví dụ như mình tin tưởng người ta quá, mình đầu tư làm ăn gì đó mình tính toán chưa kỹ, cuối cùng nó đưa đến cái thất bại nha. Thì đây là những cái nghiệp, cái nhân quả trong cuộc sống thôi. Nó sẽ nói đến là những cái phần gì đó mình đã gây ra sai ở trong cái cuộc sống này nha, hành động gì đó nha, hoặc là những cái nghiệp mình nợ, nó là cái nợ của cái nghiệp tiền kiếp của mình đã gây ra những cái gì sai cho người ta mà mình chưa trả, thì trong cuộc sống này nó sẽ đến và lấy lại nha. Rồi mình sẽ tiếp tục. Ở đây mọi người thấy ha, những cái đường màu đỏ này nó sẽ nói đến đây là những cái nạn của bạn nam này trong suốt cái cuộc đời bạn nam này sẽ gặp nha, trên cái đường đời của mình, trên cái đường sinh mệnh của mình nè nha. Mọi người nhìn vào thì thấy nha, nó bạn nam này cái tuổi trẻ trung niên của mình nha, nó cũng gặp khá là cái nhiều nạn nha. Mình có thể thấy là từ lúc gần 10 tuổi cho đến ngoài 20 tuổi nạn nó đến cũng khá là nhiều, nó tạo ra cũng khá nhiều khó khăn trong cuộc sống của bạn năm nay. Và cái thời điểm tương lai nó cũng xuất hiện cũng còn rất là nhiều nạn nha. Đây mọi người có thể thấy những cái đường mà nó cắt ra nhiều nha, trong cái kim tinh nó cắt ra nhiều thì những đường đó sẽ là nạn lớn, nó sẽ đưa đến cho mình là có thể những thất bại, những mất mát tài sản tiền bạc gì đó vật chất nha. Nó đến có thể là nó nạn nó đến từ ảnh hưởng sức khỏe nha. Rồi con cái hoặc điều gì đó sẽ đưa đến cho mình những mất mát về cái vật chất. Và mọi người có thể thấy là trong tương lai của bạn nam này nó vẫn còn khá là nhiều nạn, những đường cắt ra nó khá là nhiều, cái đường từ trong cắt ra cái kim tinh rất là dài, nó chạy ra ngoài dài nha, xa hơn nữa về sau này vẫn còn gần 60, mình thấy là ngoài 50 á, thậm chí gần 60 cũng còn có nạn, những cái nạn như vậy nha. Nhưng mà dù vậy á, là mọi người thể thấy á, là một cái điều tích cực của bạn nam này đó là bạn cũng nghĩ cái ý chí của bạn đó, cái cố gắng trong cuộc sống nó khá là tốt, thể hiện qua là những cái đường thành công như vậy nhé. Ở đây thì mọi người thể thấy nè, những cái thành công 1 2 nè, cái này mình vẽ nó bị dính lại nha. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hơn 10 cái nha, thì nó nói đến đây là những cái thành công trong suốt cuộc đời bạn nam này sẽ gặp, cũng có những cái lớn nha, cái lớn này mà những cái trung bình nhỏ nha, và cũng có thậm chí những cái nó cũng khá là tốt. Thì ở đây mình sẽ nói đến là những cái mà bạn nam này, những thành công gì đó bạn nam này đã gặp ở trong cái quá khứ ha. Thì mình thấy là trong khoảng từ năm 31 32 cho đến nay là bạn có vài cái thành công nó vừa 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 nhỏ thôi, nó không phải là quá lớn nha, nhưng mà nó đưa đến cho bạn những cái tiền tài vật chất và cái tài sản nó khá tốt ha. Thì hiện tại đến thời điểm này á, là năm 34 đó, bà bạn đó có xây căn nhà, mà mình theo mình biết thì căn nhà này cũng khá là khang trang lớn, cũng phải nói nó cũng gần như là nhà biệt thự nhé, nó cũng khá là lớn đó. Đó là cái tài sản của bạn đó, vợ chồng bạn đó tích cóp làm được nha. Ở đây thì mình chưa đã nói đến nhiều nha, thì mình sẵn mình nói luôn, và ở cái chỗ cái gò mục tinh này mình không nói nữa. Ở đây thì mọi người thấy cái chỗ gò mục tinh này nè, là nó có những cái đường thiên lập thiên tạo xuống rất là tốt, và những cái đường đường thành công của bạn nam này có nè nha, nó nói chung là nó chưa quá đẹp, nó chưa hẳn là tại nó chưa phải là nó lên quá cao như vậy, nhưng mà nó là có nha, và nó thể hiện là người đó có cái thành công ở trong cái cuộc sống của mình. Và những cái đường nhà mọi người nhìn hướng tâm đây, một là hai ba, thì đây là những cái trở ngại, những khó khăn trong cuộc sống của bạn nam này. Nhưng ở đây ấy, nó đã tạo cho bạn đó là cái ô vuông thổ, cho nên là phần mấy năm trước mình đã nói là bạn đó sẽ có cái sự may mắn nè,
Thì sự hỗ trợ của bên phía có thể là từ gia đình bạn đó hoặc là từ phía gia đình vợ bạn đó nha, thì đó là cái điều may mắn là bạn đó cũng được cái sự hỗ trợ của bên nhà vợ cũng khá là tốt. Theo mình biết thì trước đây gia đình bạn đó là đã có vợ bạn đó cũng đã được chia về đất đai nhà cửa gì đó nha, xong rồi về sau này thì hai vợ chồng không ở mảnh đất đó nữa. Thì tất nhiên đó là tài sản, thì khi mà để lại người vợ để lại cho người vợ bạn đó để lại cho người anh trai của mình thì tất nhiên sẽ có một phần vật tiền bằng tiền bạc gì đó để bù đắp lại nha. Thì đó đó là những phần nó sẽ đưa đến về mà bạn em này cũng có những cái sự hỗ trợ như vậy nha, từ đến từ phía người vợ của mình nha, cho đến những thành công ở hiện tại nó cũng có cái sự hỗ trợ rất tốt của người vợ nha. Đó thì bây giờ mình quay lại cái vấn đề cái chỗ này, đó là trong mấy năm gần đây nha, năm nay 36 thì khoảng từ 31 cho đến nay là có những cái thành công nó vừa vừa nó đến với bạn em này, đưa đến những tài sản vật chất hiện tại nha. Nhưng mà bạn em này cũng gặp cái nạn ha, nó cũng tương đối là vừa vừa đó, mình thấy cũng vừa khá khá khá, khá lớn nha. Với cái mất mát mà bạn đó đi vay mượn mà giúp cho người ta mà cũng bị số tiền khoảng 700 triệu gì đó nha, mà cũng không thu hồi được lại được nhiều. Mình bạn đó có trao đổi với mình thì thu hồi lại được chỉ khoảng 100 gì thôi, cũng coi như mất trắng cái phần đó nha. Đó thì đó là cái nạn của bạn nam năm này đã gặp. Thì đây nó cũng nói lại về cái những cái thất bại về cái dấu ít ha đó. Nhưng mà bạn nam này cứ nhớ nha, hồi nãy mình đã nói về cái thất bại lớn gần ngưỡng cửa trắng tay và phá sản, nó phải ở cái thời điểm tương xứng ở thời điểm đó. Ví dụ như năm 34 35 bạn cho mượn tiền người ta, lấy mượn cho bạn người ta mượn cái số tiền khoảng 700, nhưng tài sản lúc đó bạn chỉ có khoảng 1 tỷ nhá. Đó, cả nhà cửa đất đai luôn cả chỉ có 1 tỷ thôi, thì đó mới là cái nạn của ngưỡng cửa trắng tay nha, gần trắng tay cho đến trắng tay. Như chứ nếu cái thời điểm đó 700 triệu nhưng mà tài sản của bạn có lại có vài tỷ gì đó thì nó chưa phải nha. Đó thì cứ nhớ đến như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại về những cái thành công trong tương lai của bạn nam này. Thì bạn nam này để ý nha, trong năm năm nay là 36 thì tháng năm tới là bạn sẽ gặp mối thành công tương đối khá khá nha. Và nhưng mà cũng phải để ý là nó cũng sẽ có nạn tương gì đó tương đối cũng khá khá nó sẽ đến với bạn nha. Tức là có thể thành công nó sẽ đến và nạn nó sẽ đến, thành công đến trước nạn đến sau, hoặc là nạn đến trước thành công đến sau nha. Sẽ có sự mất mát tiền đấy nha. Mình thấy là nạn nó cũng tương đối đấy. Rồi và tiếp tục á, là khoảng 37 nha, rồi đến ngay cả 38 39 nha, rồi 4 cái thành công đó là năm 37 nha, mình nhắc lại nha, ở năm 37 và nó tiếp đến nó sẽ là ở năm 39 nha, 39 40 và cái nữa nó sẽ ở 42. Thì những thành công này nó sẽ tương đối tốt với bạn nha. Nhưng mà vấn đề nó nạn nó vẫn sẽ đến, mình sẽ thấy nó là ở khoảng cũng ở trong dòng những năm đó, thì những cái năm xen kẽ tức là 39 40 rồi 41 42 43 bạn đều có những cái nạn nó tương đối khá khá lớn nó sẽ đến ở những cái thời điểm những năm đó nha. Mọi người có thể thấy là những cái thành công màu vàng và những cái đường cắt màu đỏ nó ra xen kẽ, nó đi xen kẽ với nhau, tức là nạn và bạn đó phải gặp và những thành công nó cũng sẽ đến như bạn đó nha. Và tiếp đến xa hơn tức là khoảng năm 40 44 gần 45 nha, và cái nữa sẽ ở 47 và gần 49 nha. Rồi cái nữa xa hơn nó sẽ ở khoảng tầm năm 2 50 tầm năm 52. Thì đây là những cái thành công nó sẽ ở trong suốt cuộc đời của bạn nam này nha. Đó thì bạn nam này sẽ nhớ lại những cái thành công như vậy, mình xong cái phần công việc mình không lấy nó nói lại nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần công việc cuộc sống của bạn nam này từ cái lúc 20 tuổi đổ ra. Mình có thể thấy là từ lúc 20 tuổi đổ ra nha, những năm 22 23 24 nè, 26 27 thậm chí là 29 30 31 nha. Những năm này bạn nam này gặp rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc sống của mình nha, cuộc sống công việc đó nha. Và những cái thời điểm mình thấy nó có những cái sự thay đổi là khoảng năm những năm 26 là 27 28 nha. Rồi tiếp đến là năm 31 nha. Đó là những thời điểm cái công việc bạn này có những cái sự thay đổi nha. Và bạn nam này là biết cái
Có những thu nhập nó sẽ đến sớm với bạn nam này, tức là không từ một nguồn nha, và còn ít nhất phải từ hai nguồn, nó phải đến ở khoảng từ năm 27 rồi nha. Tức là sự nhanh nhạy trong công việc của bạn nam này nó đưa đến những cái nguồn thu nhập ngoài cái công việc chính của mình nha, và thậm chí là bây giờ nó luôn kéo dài như đến như vậy nha. Và tiếp đến là khoảng từ năm 31 đến nay thì ở khoảng năm 30 3334 nha, và là bạn đó cũng gặp cái nạn khó, thì cái nạn khó này có thể nó lại tương đương với cái nạn bạn cho 34 và nó gần 35 đó nha, là bạn cho vay mượn giúp người ta và tiền bạc nó bị mất lại nha, thì nó sẽ đến có thể là cái nạn như vậy nha. Và mình thấy là ở trong khoảng 37 tức là năm tới này nha, nó trên tay nó báo là có sự mất mát tiền nha. Rồi tiếp đến là năm 38 39 thì khó khăn nó cũng sẽ đến nhiều đó nha. Năm nay bạn 36 tức là mình đang nói nó hơi bị lố hơn xa hơn tí rồi ha. Rồi tới 39 đi, dừng lại chỗ này nha. Rồi mình sẽ quay lại cái vấn đề về cái vận may và cái công danh của bạn năm nay trong cái cuộc đời của mình nha. Thì ở đây mọi người có thể thấy nè, đây là cái mình bổ sung lại xíu, ở đây cái đường này, đường sinh mệnh của bạn nam này mọi người thấy ha, nó ra khoảng, hầu như lúc đầu mình có nói nó ra khoảng 4-4 rưỡi, tức là bạn nam này quản lý tài chính rất là kỹ càng và rất là tốt nha. Rồi bây giờ mình quay lại về cái vấn đề vận may và cái công danh của bạn nam này, thì có thể thấy á, mọi người thể thấy cái đường vận may của bạn nam này nè, nó đi xuất phát là những đường như vậy, 1 2 3, cũng có thể tính là cái đường như vậy lên, và những đây là những đoạn nó thay đổi nha, thay đổi đoạn này, và đặc biệt trên đây là nó nhìn thấy là nó có những đoạn nó dài và nó đi nhiều đường hơn nha. Những đường tương lai xa thì có thể thấy là nó tốt đẹp hơn nhiều. Rồi bây giờ từ lúc mà bạn nam này biết ra kiếm tiền thì mình có thể thấy cái vận may của bạn nam này nó đến, nói chung là tương đối là nó cũng khá là tốt, nhưng mà nó bị, mọi người thể thấy nó là bị những cái đường cắt nè, cái này mình không vẽ ra nhưng mà nó đường cắt. Nó cắt và nó có những đoạn nó thay đổi nè, 1 2 nè, 1 2 3 4 5 ha. Đó tức là mình thấy là trong cái thời điểm vài năm tới á, ha, là có những thay đổi trong cái vận may của bạn nam này luôn á. Tức là ở những cái thời điểm mà khoảng 22 23 nè ha, rồi 25 27 28 29 nha, rồi cả những năm 30 32 nha, 32 rồi tiếp đến sẽ là năm nay là năm 36 nè ha, 36 38, thì 36 38 đây là những thời điểm cái vận may của bạn nam này nó bị thay đổi nhiều ở những thời điểm này. Thì khi mà nó thay đổi thì nó tạo ra cho bạn nam này, tức là trong cái khoảng thời gian khoảng ít nhất phải 6 tháng nó có những sự khó khăn nó đến rất là nhiều nha. Đó thì mà về cái tương lai xa hơn á, là bắt đầu là khoảng từ năm 41 trở đi, bạn nam này 40 41 trở đi, bạn nam này sẽ cảm nhận là cái vận may của mình nó sẽ đến nhiều hơn nha, và nó cực kỳ tốt cho đến tận khoảng 56, nhưng mà đến 59 58 59 là nó vẫn còn cái vận may của bạn nam này nha. Đó. Thì cái quãng tuổi trẻ cho đến nay có thể thấy là cái vận may nó đến với bạn nam này nói chung là cũng tương đối tốt trong cái công việc của mình đó nha. Mặc dù có những cái khó khăn đến là ở cái phần hồi nãy mình đã phân tích ở trong cái phần công việc nè nha, đây là những cái khó khăn nó đến là những, đó là những thời điểm cái nạn nghiệp của một người đến thôi nha, còn nhưng mà thực sự là bạn nam này cũng gặp khá là nhiều cái vận may trên cái con đường công việc của mình, mà nó chỉ khó khăn ở những thời điểm mình đã báo hồi nãy là nó có những sự thay đổi nha. Rồi đó là cái vận may của bạn nam này trong cuộc đời của mình, và bây giờ mình sẽ nói qua cái công danh. Thì mình thấy cái công danh của bạn nam này là nó manh nha, nó xuất hiện là khoảng từ năm 28 29 ấy, nha, là nó đã xuất hiện từ thời điểm đó và nó đang vẫn phát triển cho đến cái thời điểm hiện tại này, là năm nay là bạn này 36 tuổi, thì mình thấy nó có sự thay đổi ở khoảng năm 34 nha. 34 rồi năm nay là năm 36 là thấy vận may nó đang có sự thay đổi nha, và nó sẽ tiếp tục, nó sẽ còn tốt hơn là khoảng từ năm 37 38 trở đi, là nó sẽ cái công danh của bạn nam này nó sẽ thể hiện ra, nó dần dần nó rõ hơn, nó phát triển rõ hơn cái thời điểm ở cái quá khứ nữa nha.
Tức là ở tới thời điểm nó khi mà nó bắt đầu nó xuất hiện sớm khoảng năm 28 29 gì rồi, nhưng mà nó tạo ra cho bạn nam này những cái bước đường phát triển ở trong cái công danh cho đến hiện tại này nè. Nhưng vài thời điểm mình rồi vừa nói mình nói là nó thay đổi, thì ở những thời điểm nó mới thay đổi nó sẽ tạo ra khó khăn. Nhưng mà bắt đầu từ năm 37 38 trở đi, bạn nữ người nam này cái sẽ có những cái con đường nó sẽ phát triển gì đó mà bạn mình cố gắng bạn làm và nó phát triển tốt hơn, và nó càng rõ ràng là cái con đường nó đẹp hơn là khi mà ra ngoài 40 41 nha. Nó sẽ đi lên và nó sẽ tạo ra bên đây, mọi người thấy là cái công danh bạn nam này nó dường như nó tạo ra thành cái đường thác độ trên đây nè. Mọi người thấy là 1 2 3 nè, nó lên đây nó đi vô tâm là cũng phải 5 6 đường ở đây nha. Đó, thì nó sẽ báo đến đó là cái công danh người đó họ sẽ có cái sự thành công của trong cái cuộc đời của họ nha. Tức là từ 40 41 cho đi cho đến 59 60 là bạn nam này sẽ có những cái sự chuyển biến tích cực nó rất là tốt, và như là đi vào cái bước đường cái sự cái phát triển của cái thăng hoa trong cái sự nghiệp của người đó nha. Nhưng mà bạn nam để ý nha, bạn có những cái đường thoát tài nó vẫn còn rất là nhiều đây nè, mà cái đường nó rất là dài ở đây cũng nè. Nó sẽ nói đến là từ 3 4 5 mà nay rồi tiền của bạn nó vẫn còn, dù bạn kiếm tốt nó cũng vẫn tất thoát ra, và nó vẫn còn báo đến là có những cái nạn gì đó trong tương lai nó đến và nó tiền vẫn còn phải thất thoát nhiều nha. Thì đây là cái công danh của bạn nam này trong cuộc đời. Thì bây giờ mình sẽ quay lại mình nói về cái vấn đề công việc của bạn nam này. Từ năm 40 hồi nãy mình đã nói hết là năm 39, thì bây giờ mình sẽ quay lại mình nói từ năm 40 trở đi nha. Thì bạn nam này để ý là ở khoảng những năm 41 4 41 42 ha, rồi 40 41 42 43. 41 42 43 ha, 46 47 nè, 49 50 51 nha, 53. Thì đây là những thời điểm bạn nam này sẽ gặp khá là nhiều khó khăn ở đấy nha. Tại vì những cái đường nạn ở cái tương lai nó có những đường nó ra khá là dài nha. Thì những thời điểm này mình nói ha, nhưng bạn cứ nhớ vào những cái năm này là nó sẽ đưa nhiều cái khó khăn lớn cho bạn nha, thì có thể nó sẽ đưa đến cái thất bại trong cái tương lai nha. Nếu mà trong quá khứ từ lúc 20 tuổi đến nay bạn chưa gặp đủ hai cái nạn mình đã nói như vừa rồi nha, bạn phải hai lần gặp như vậy nha. Mặc dù sau này bạn vẫn thành công nhưng mà bạn vẫn phải gặp hai cái nạn đó nha. Nó sẽ đến vào một cái thời điểm phù hợp, nó sẽ đến nha. Mà nói chung á, trước đây mình đã hướng dẫn rất nhiều, nếu gặp trước 40 thì càng tốt, gặp càng trễ thì cái tài sản mình mất đi sẽ càng lớn nha. Đó, và mình cái sự làm lại của mình nó khó, nhưng bàn tay của bạn nam này là sau khi thất bại bạn sẽ làm lại được, vì những đường thành công nó lên rất là đẹp nha. Những đường công danh và những đường mọi thứ mình hướng dẫn là những người mà gặp thất bại họ sẽ làm được, thì nó có dấu hiệu gì thì bạn nam này đều sở hữu hết. Ở đây mọi người sẽ thấy là bạn nam này vẫn có một cái tam giác thuận trở lại nha, đó là dấu hiệu của cái sự thành công trở lại. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục quay lại. Thì sau khi mà đến năm 3 ha, thì bạn nam này để ý là năm 3 và khoảng 50 năm 3 năm 4 á, đó là những thời điểm bạn nam này sẽ gặp những cái nạn nạn lớn, nó coi như là năm 3 55 á, năm là những cái thời điểm là những cái nạn khó nhất cho bạn, nó sẽ dừng lại ở thời điểm đó nha, nó sẽ êm xuôi hơn về sau. Rồi và cái công việc của bạn á, là ở đây một cái đường định mệnh công việc mà người ta thấy là nó cũng vào như cái thác độ nè nha, lên nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 6 như là 5 6 7 đường nha. Đó thì nó sẽ nói đến là cái sau này cái tương lai xa từ 40 trở đi là cái 39 40 trở đi á, là đến 59 60 là bạn nam này có những công việc nó đưa đến thậm chí là 3 4 nguồn 4 5 nguồn thu nhập chứ không phải là ít nha. Thậm chí là về cuối đường 59 60 á, là bạn nam này vẫn luôn còn từ 2 3 cái nguồn thu nhập nó vào. Tức là bạn nam này sẽ có những làm công việc gì đó và thậm 59 60 bạn vẫn là có thể vẫn là làm đầu tư. Thì theo mình biết thì bạn này năm nay là hiện tại nay là bạn đang làm về kinh doanh buôn bán bên ngoài đó, cũng có một hai công việc chứ không phải là một nha. Rồi nhưng mà năm này để ý là vào những cái thời điểm mình thấy là những thời điểm hiện tại hôm nay nè, ví dụ như 35 36 nè, rồi cả năm tới á, là trong công việc của bạn nó dường như nó cũng có những gì nó đầu tư thay đổi nha. Thêm á nè, ngay cả cái công việc chính của bạn nó cũng có cái điều gì đó nó cũng như là mình cũng như là đầu tư thay đổi thêm, mình đang làm cái đó nhưng mà bạn lại đầu tư thêm nha. Đó là những cái sự mình thấy là trong vài năm nay và tương lai xa hơn, có thể năm 39 nè ha, 39 41 ha, rồi tiếp đến xa hơn sẽ là 44 45
thậm chí là nhiều. Nó nói về công việc chính luôn á nha, còn có về cái công việc phụ của bạn thì mình thấy nó dường như là nó cũng có những sự thay đổi nó khá là thường xuyên ở từ khoảng từ năm 32 33 từ đây, cứ thường xuyên mỗi năm thì bạn có những cái sự đầu tư gì đó, khi bạn thấy không hợp thì bạn lại đầu tư thêm cái đường khác. Rồi thì đó là cái công việc trong suốt cuộc đời của bạn nam này nha. Ở đây á, là bạn nam này, bàn tay là nam này là có một cái điều đặc biệt ở đây là mọi người thấy đây là cái ngôi sao ở đây. Thì ở dưới cái ngón nam út thì cái khu vực là này trước đây mình đã hướng dẫn rồi, những người có ngôi sao ở khu vực này đó là cái dấu hiệu của sự thành công về cái tài sản vật chất người đó sẽ có ở trong phần cái cuộc đời của họ nhé. Bạn nam này thì học vận của bạn thì nó rất là tốt về cái tài sản lắm nha, chục chu. Nếu trong quá khứ bạn chưa gặp đủ hai cái thất bại mà mình đã nói thì bạn trong tương lai bạn cũng sẽ gặp thôi, nhưng mà về bạn sẽ thành công đầy đủ mọi thứ về sau nha. Còn về tài sản vật chất, mình sẽ nói về cái tài sản vật chất trong cuộc đời bạn em này. Đây thì mọi người thấy đây là cũng dấu hiệu của cái tam giác nhỏ, thì nó nói đến là giống như là cái đây có thể là cái căn nhà nhỏ hoặc là gia đình nhà của gia đình mà bạn lúc trước gì đó ha, nó không lớn lắm ha đó. Của cha mẹ đó khi mình ở ha, nhưng mà về sau này thì đây là cái ở đây mọi người có thể thấy đây là cái tam giác màu vàng, nó có những cái nó như là cái tam giác lồng vào nhau ha. Thì đây mình đã hướng dẫn mọi người đó đi, đây là những dấu hiệu về nhà lớn, nhà nhà lớn có tầng lớn hoặc là nhà biệt thự ha đó. Thì ở đây mình đã hướng dẫn thì hiện tại nay bạn đã có cái sở hữu cái nhà như vậy, nó rất là thì nó khá là đúng với cái dấu hiệu mình đã hướng dẫn mọi người nha đó. Và đây mọi người thấy đây là một dấu hiệu về tam giác nhà nữa nha, tức là trong tương lai bạn sẽ còn nữa ha. Thậm chí là có đất nhà đất mặt tiền nè ha, sẽ có thêm đất mặt tiền nữa nha, tức là cuộc đời bạn là như bạn sẽ trải qua ít nhất là từ hai hai căn nhà, hai ba căn nhà nha, không đến không tính đến nhà của cha mẹ nha đó. Có sẽ có nhà có đất mặt tiền và có sẽ có nhà có đất lớn nữa nha. Đây mọi người sẽ thấy một cái hình chữ nhật nó khá là to, là nó rộng ở đây nha, thì nó sẽ nói đến sẽ có đất rộng nữa nha, ít nhất là phải này. Nếu mà đất thì bạn sẽ có từ 1 đến 2 phần nữa nha. Đó là trong tài sản trong cái cuộc đời của họ. Thì ở đây á, là khi mà mình tổng hợp là người đó họ sẽ có thể là trải qua là hai ba căn nhà hoặc là một hai phần đất, thì mọi người đừng có nghĩ đó là về phần cuối học vận của họ là họ sẽ có giữ được những cái phần đó, bốn năm căn nhà, hai ba căn nhà, hay một hai phần đất, người đó sao tài sản nó nhiều dữ vậy nha. Nhưng đây là những tài sản họ sẽ có, họ sẽ trải qua trong cái cuộc đời của họ nha. Rồi mình chốt lại về bàn tay của bạn nam này, năm nay là 36 tuổi âm, đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì có thể thấy đây là bàn tay là sau này cuộc đời là về cái học vận nó cũng sẽ tốt đẹp và thành công, nhưng bạn còn khá là nhiều nạn ở tương lai nha. Ở cái phần xem cho bạn ở 3 năm trước thì khi đó mình xem bằng cái phần thu âm nó không có kỹ và nó như hiện tại này mình làm cho mọi người nha. Thì giờ mình cũng đã làm cho bạn ở cái phần thu âm như cái phần ra video clip như vậy, nó sẽ kỹ càng hơn và nó mọi thứ nó về cái tương lai từ nạn cho đến cái thành công nó mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn. Thì tất nhiên cái nạn nghiệp của một người đó, đó là những nạn nghiệp trong cuộc sống họ sẽ phải trải qua thôi, và bằng những sự cố gắng của họ thì họ vẫn sẽ có cái sự thành công trở lại nha. Rồi mình xin cảm ơn đến mọi người anh chị cô chú trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài nha, đã ủng hộ kênh mình từ và luôn theo dõi mình từ trước đến nay. Những người là mọi người chia sẻ những video clip mình hướng dẫn về lý thuyết rất nhiều, khoảng mấy chục video clip ấy, ha. Và hiện nay là cũng tầm 200 video clip rồi, thì cũng khoảng từ phải 150 video clip là mình phân tích tài tế cho khách trong và ngoài nước như vậy nha. Thì mọi người chia sẻ cho mọi người, những ai mà yêu thích ấy, thì sau cái sự kiên trì theo thời gian thì họ có thể phân tích được những vấn đề cơ bản như là về tính tình, tính cách hoặc là những cái đơn giản thôi, còn những vấn đề mà về vận hạn, sự thành công, sự thất bại ở thời điểm nào của một người trong cuộc sống, thì hoặc học vận như thế nào thì mọi người liên hệ số 0908515792, thì sau đó là có số điện thoại của mình, có sử dụng Zalo, Messenger, Facebook, đó thì mọi người liên hệ thì mình sẽ hướng dẫn. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở trong video clip tới.